Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Ngày 30 tháng 1, một người phụ nữ người Mỹ tên Paige đã chia sẻ lên trang TikTok cá nhân của mình trải nghiệm đi khám bệnh gần đây và nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Video của cô đến nay đã đạt hơn 2 triệu lượt xem và nhiều bình luận hoảng sợ của dân mạng. Paige cho biết, thời gian gần đây mình bị đau bụng liên tục không rõ nguyên nhân, cơ thể cảm thấy khó chịu và bị ra máu tại vùng kín. Vì vậy, cô quyết định đi khám phụ khoa vào cuối tuần trước. Sau bước kiểm tra đầu tiên, bác sĩ đã yêu cầu Paige vào phòng siêu âm. Nghe đến đây, cô đã vô cùng hoảng loạn vì ngỡ rằng có nhiều khả năng mình đang mang thai. Bản thân Paige và chồng đang nuôi con trai nhỏ chưa đầy 2 tuổi và cô không sẵn sàng để sinh con lần nữa. Nhưng sau đó, hóa ra nó không phải là một đứa bé mà thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều, Paige kể lại trong clip của mình. Hình ảnh hiện lên trong màn hình siêu âm ổ bụng của Paige khiến bác sĩ cũng phải sốc. Bên trong tử cung của cô có một khối u có kích cỡ khoảng bằng quả trứng, dài 7cm. Điều gây giận mình là đó không phải một khối u thường thấy mà bên trong mọc cả răng và tóc. Bác sĩ đã xác định vật thể lạ trong bụng Paige là một nang dạng bì hay còn gọi là u quái. Loại u này sinh ra từ nguồn gốc các tế bào sơ khai, có nguồn gốc từ cả 3 lớp của tế bào mầm. Vì thế, cấu trúc của u nang dạng bì có thể bao gồm các loại mô răng, tóc, xương, da, móng, mỡ, v.v. Chiếc u mọc tóc và răng từ tế bào thai nhi đã bị phân tách ra trong quá trình phát triển thai. Điều đó có nghĩa là trong khoảng 2 năm qua, một phần tế bào của con trai tôi vẫn đang phát triển trong tử cung, Paige giải thích thêm. Sau đó, Paige đã chia sẻ một bức ảnh gây sốc về khối u nang bì trong tử cung của cô. Bức ảnh cho thấy khối u trông ghê rợn với răng sữa và một vài sợi tóc dài đen. Người xem TikTok bị thu hút bởi cả câu chuyện và bức ảnh của Paige. Họ để lại hàng loạt bình luận bên dưới video của bà mẹ. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được điều này. Tôi đáng lẽ phải nhìn đi chỗ khác. Một người xem bày tỏ nỗi kinh hãi khi nhìn vào bức ảnh. May mắn là chiếc u hiếm của Paige có thể được phẫu thuật loại bỏ một cách đơn giản mà không gây hại sức khỏe. Cô đã lên lịch phẫu thuật vào giữa tháng 2 và thậm chí còn thoải mái đùa rằng sẽ xin bác sĩ giữ chiếc u có răng tóc kỳ dị đó lại làm kỷ niệm. Tôi đang rất ngóng chờ đến ngày được phẫu thuật, tôi sẽ giữ chúng trong một lọ đựng mẫu vật. Từ Hawaii đến Nam Phi hay Philippines, đây thực sự là những thiên đường của dân lặn biển với các gói dịch vụ ngao du đại dương cùng cá mập. Nhưng còn có một loài thủy quái cũng gây rúng sợ không kém gì cá mập, đó chính là cá sấu. Vậy tại sao chúng ta chưa thử lặn cùng cá sấu thế nhỉ? Bạn đừng quên, cá sấu cũng có thể sống ở vùng nước lợ và đôi khi được tìm thấy ven biển Mexico, Mỹ hay Úc nữa đấy. Để tìm câu trả lời, chúng ta phải xem xét kỹ sự khác nhau của hai loài vật trên. Bắt đầu thôi! Loài nào khoái thịt người hơn? Cá mập. Món ăn khoái khẩu của chúng là cá và hải cẩu hơn là con người. Thật vậy, những loài lớn như cá mập trắng ưa hải cẩu vì chúng có hàm lượng mỡ cao. Còn các loài cá mập nhỏ thích ăn cá vì có thể nuốt gọn trong một cú táp duy nhất. Nếu cá mập cắn con người, rất có khả năng chúng sẽ chê rồi bơi đi. Chỉ có một loài cá mập duy nhất không kén chọn là cá mập báo. Với biệt danh thùng rác của đại dương, chúng không bỏ qua bất kỳ miếng mồi nào. Mặt khác, một số nhà khoa học cho rằng cá mập rất cảnh giác với con người, y hệt như cái cách mà chúng ta sợ hãi chúng vậy. Cá sấu. Loài bò sát nước mặn này rất cơ hội, chúng không ngại ngần tấn công và ăn thịt người. Dĩ nhiên với bản tính hung tợn và thân hình đồ sộ, nếu cá sấu đã muốn thì con người gần như không thoát được. Loài nào hiếu chiến hơn? Cá mập. Bản năng của chúng là mai phục hơn là đi săn trực diện, và bản năng này tốt đến nỗi tạo nên tính lười chiến đấu với con mồi của cá mập, đơn giản là chúng không cần làm điều đó. Đối với một số tai nạn liên quan đến con người, rất có thể cá mập đã nhầm lẫn chúng ta với hải cẩu hay rùa biển. Cá sấu. Loài này cũng phục kích mồi như cá mập, nhưng khác ở chỗ, cá sấu luôn săn cùng đuổi tận.
Khi cá sấu muốn giết con mồi có kích thước lớn như người, chúng ngoạm chặt nạn nhân rồi dìm cực mạnh xuống nước. Bạn gần như không có cơ hội phản công nào và hành vi của cá sấu gần như là không thể lường trước được. Loài nào bảo vệ lãnh thổ riêng? Cá mập. Hầu hết các loài cá mập không có lãnh thổ riêng, ngoại trừ họ hàng nhà cá mập mắt trắng. Cá sấu. Bước vào đầm lầy của chúng là bạn đã đặt một chân vào cõi tử rồi, chứ nói gì việc bơi lặn chung. Có một con cá sấu sông Nin tên là Gustav, được cho là đã giết chết khoảng 300 người. Riêng con Gustav này thường không ăn thịt người mà chỉ giết chết nạn nhân vì xâm phạm lãnh thổ của nó. Một nhóm nghiên cứu đã đến nơi sinh sống của Gustav, cố gắng lừa bắt nó nhưng không thành công. National Geographic báo cáo nhìn thấy nó lần cuối năm 2008. Dù vậy, các nguồn địa phương vẫn cho rằng con cá sấu đực hơn 60 tuổi, nặng hơn 900 kg này vẫn còn tồn tại. Loài nào có lịch sử tai tiếng hơn? Cá mập. Đại học Florida ghi nhận 81 vụ cá mập tấn công người vào năm 2016, hầu hết là người chơi lướt ván, trong số đó 4 vụ gây thiệt mạng. Cá sấu. Theo BBC, cá sấu giết khoảng 1.000 người mỗi năm, là loài gây chết chóc đứng thứ 10 trên thế giới. Tùy loài cá sấu mà có tỷ lệ tử vong khác nhau. Nhìn chung ước tính khoảng 1/3 đến 1/2 các cuộc va chạm gây thiệt mạng, một tỷ lệ đáng sợ. Loài nào nhiều đồng bọn hơn? Cá mập. Nhiều loài cá mập đi săn một mình, chỉ gặp nhau vào mùa sinh sản như cá mập trắng. Dù vậy cũng có loài đi theo đàn như cá mập mũi đen. Cá sấu. Thường xuyên tụ tập săn mồi cùng nhau, đàn cá sấu có thể xé xác hà mã một cách dễ dàng. Vậy nên nếu con người lạc vào vương quốc cá sấu thì nhiều khả năng bạn sẽ biến thành món khai vị cho chúng. Và lý do quan trọng nhất là hãy nhìn đi, ai mà chẳng muốn lặn biển cùng cá mập trong khung cảnh thiên đường với rạn san hô tuyệt đẹp, đáy nước trong xanh cùng nhiều loài sinh vật biển quyến rũ mời gọi như thế này cơ chứ. Trong khi đó, chúng ta có gì với cá sấu đây? Cả một đầm lầy nhấp nháp cùng những cư dân với ánh mắt dò xét thật kém thân thiện, đúng là chẳng ai muốn có chiếc vé một chiều mang tên bơi cùng cá sấu cả đâu.